Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe đạp An Tâm Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới cho các bác hai bản xe đạp đua rất là cao cấp của bên nhà em Thì bản xe đầu tiên em muốn giới thiệu tới cho các bác thì sẽ là Twitter R5 RS24 này Bản này thì màu sắc của nó rất là trẻ trung và cực kỳ năng động, rất là nổi bật luôn đúng không các bác Đó, Con này thì sẽ là màu vàng chanh nha Dòng này thì nó sẽ có rất là nhiều phiên bản khác nhau Và phiên bản của bên nhà em thì sẽ có khung sườn này, phuộc đằng trước, vô tăng ghi đông và cọc yên thì đều được làm từ carbon nha các bác, trọng lượng xe chỉ hơn 9 kg một chút xíu thôi, rất là nhẹ đúng không ạ? Sẽ đảm bảo cho các bác khi di chuyển này thì sẽ rất là nhẹ nhàng cũng như là cái uh, xe các bác di chuyển thì cũng sẽ rất là mượt mà luôn. Ở cái bản Twitter R5RS24 này thì thiết kế xe thì dây đã được đi âm sườn và âm trong tay lái toàn bộ rồi, rất là tinh tế và cực kỳ gọn gàng luôn. Bản này thì đã được thiết kế theo dáng khí động học rồi nha. Đấy, khung sườn cũng như là ghi đông thiết kế dáng xe theo dáng khí động học rồi các bác đi xe sẽ giảm được lực cản tối đa của gió này đạt được tốc độ cao nhất khi di chuyển như các bác Đấy, ghi đông của nó thì sẽ là ghi đông dáng đầu cá mập này rất là đẹp và rất là thể thao luôn phần ghi đông xe thì đã được uốn sẵn cho các bác là một lớp dây uốn rồi dây uốn của xe thì cũng khá là dày luôn thiết kế dáng khá là dày để khi các bác đi xe thì sẽ êm này bám tay không bao giờ lo vấn đề bị trơn trượt nha tay đè thì sẽ sử dụng là bản tay đè lắc với uh, tích hợp ba chế độ lên số này lên số xuống số và phanh nha các bác Đấy, thì các bác đi xe các bác thao tác xe sẽ rất là nhanh cực kỳ nhạy bén cũng như là rất là dễ dàng luôn ở cái bản xe này thì sẽ có rất là nhiều chế độ để các bác có thể cầm để các bác khi đi xe luôn cầm ở phía bên dưới đây nếu mà các bác nào đã đi quen với xe rồi quen ghi đông rồi đi đường xa đi đường dài thì các bác có thể cầm phía bên dưới đây sử dụng bộ đè và sử dụng phanh này đi về tốc độ vừa phải thôi các bác có thể cầm ở phía bên trên đây đi với chế độ nghỉ ngơi thì các bác để trên phần ghi đông như thế này ghi đông dáng dẹt thì nên các bác để tay trên đây rất là êm ái cũng như là rất là uh, ok luôn bản xe này thì phần vành của xe thì sẽ mang bản vành nhôm 4 xăng nhôm hai lớp như các bác chính hãng đến từ nhà rùi cho bách luôn chịu lực rất là tốt đấy ạ nan hoa thì sẽ là nan hoa dạng tròn này và được làm từ thép sơn hai lớp sơn tĩnh điện cho các bác đảm bảo cái độ chống han dỉ cho các bác trong quá trình sử dụng về lâu về dài nha đó. Lốp thì sẽ mang bản lốp Innova Pro Thông số của nó thì sẽ là 700 nhân 25C Với cái bản lốp này đang được các bác sử dụng rất là nhiều đấy ạ Phía hai bên lốp đây thì cũng đều làm cho các bác những cái chi tiết gai nhỏ nhỏ như thế này Để khi các bác vào ôm cua thì nó sẽ ok, nó sẽ bám đường hơn rất là nhiều nhá Đấy, cái dòng lốp này giúp bánh nhỏ thôi rồi. rồi ok Bánh trước và sau của xe thì đều được trang bị là trục tháo nhanh này đùm thì sẽ sử dụng là đùm nhôm bi bạc đạn nhá phanh xe thì sẽ sử dụng là bản phanh đĩa củ dầu chính hãng đến từ nhà Rejopec luôn như cái tên của nó Twitter R5 RS24 thì bản xe này sẽ được trang bị cho các bác bộ chuyển động bao gồm 24 tốc độ với hai đĩa trước này và 12 tầng líp thả phía đằng sau luôn và bản xe này cũng đã được đồng bộ bộ chuyển động rồi tay đè này chuyển đĩa chuyển líp đều đến từ nhà Rejopec luôn đùi đĩa nhôm như các bác đùi đĩa nhôm chính hãng của Perwill luôn con này sử dụng là trục rỗng Đó. Dòng này thì có một cái đặc điểm mà các bác rất là thích, đó chính là có trang bị thêm cho các bác là một bộ đùm nổ rất là ok luôn. Nếu các bác nào mà đang ưa thích những cái dòng xe đạp đua có trang bị đùm nổ thì Twitter R5 RS24 thì sẽ đảm bảo cho các bác không cần phải độ gì thêm nữa. Rất chi là chất luôn nha các bác. Đây em sẽ quay thử luôn cho các bác để các bác có thể cảm nhận được về cái độ nhẹ nhàng này, độ chớn, độ êm ái cũng như là độ nổ của đùm nha. Đó, độ chớn của xe rất là cao dòng này thì đã được trang bị cho các bác là một bộ đùm nổ rồi đó đùm nổ của xe rất là thích luôn và phanh của dòng này thì có cái độ ăn cũng như cái độ chính xác rất là cao đấy bây giờ thì em sẽ test thử phanh luôn cho các bác phanh này là phanh bên nhà em chưa có căn chỉnh luôn mà nó đã chính xác đến mức phải đến 99% như vậy rồi đó và tất cả các bản xe bên nhà em thì trước khi gửi đi cho các bác thì cũng đã đều được căn chỉnh này kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi thì thế nên là lắp sẵn cho các bác đến 70 cho đến 80% xe rồi thế nên là bác nào lần đầu mua xe thì nhận xe của bên nhà em cũng sẽ rất là dễ dàng thao tác thôi thì các bác chỉ việc lắp bánh trước này lắp ghi đông và lắp cọc yên thôi thì các bác đã có một con xe rất hoàn chỉnh để chạy thôi không cần phải căn chỉnh gì thêm nữa còn 20 30 xe còn lại nếu mà bác nào mà chưa biết lắp thì có thể liên hệ trực tiếp video qua Zalo giúp em để được các bạn tư vấn viên cũng như là các bạn kỹ thuật viên bên nhà em hỗ trợ để các bác có thể lắp lên cho mình một cái bản xe hoàn chỉnh nha và cái bản Twitter R5 RS24 này thì hiện tại em đang giới thiệu cho các bác đây là size 46 Đó, size 46 của xe nha bác theo xe thì đã có sẵn bê đan cho các bác đây rồi ạ đó, điều chỉnh độ cao thấp của yên thì sẽ sử dụng ốc lục lăng ở phần cọc yên đây nha yên xe là yên xe rejopec có khe thoáng khí ở giữa cho các bác luôn và yên này cũng khá là mềm Đó, vẫn đảm bảo cái độ mềm mại cho các bác luôn nha thì dòng này hiện tại bên nhà em đang đưa tới các bác với mức giá là 15 triệu 500 nghìn đồng mua xe bên nhà em thì sẽ luôn luôn được miễn phí giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành cả nước và tặng kèm rất là nhiều phụ kiện xe luôn bản này thì em sẽ tặng kèm các bác là gọng bình bình nước này đèn trước đèn sau bộ lục lăng để tháo lắp xe và tặng kèm các bác là một giá để xe như ở phía bên kia nữa để các bác có thể là tháo lắp xe này dựng xe ở trong nhà nó sẽ ok và nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều đó đó là Twitter r 5 rs 24 nha bây giờ thì em sẽ chuyển qua bản xe thứ hai bản xe thứ hai trong video của em ngày hôm nay thì sẽ là một bản xe đến từ nhà Sava con này thì nó cũng đã trở nên là một huyền thoại rồi và ngày trước thì nó là một bản xe giới hạn Thế nên là có rất là nhiều bác đã ưng ý Nhưng mà chưa sở hữu được em nó Thì ngày hôm nay thì nó đã quay trở lại rồi Nhưng mà số lượng cũng sẽ rất là ít thôi Thế nên là bác nào đang ưng ý về em nó Thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để được tư vấn và lên đơn nha Bản này có tên là Savage 9 bản 1 nha các bác Savage 9.1 đấy ạ Dòng này thì sẽ được thiết kế có khung sườn này, phuộc đằng trước và cọc yên thì đều được làm từ carbon, Toray T800, một chất liệu rất là đẳng cấp này, bền, nhẹ, chịu lực cực kỳ tốt luôn các bác ơi. Đó, khung sườn của xe đã được sơn như các bác những cái lớp sơn vô cùng cao cấp luôn rồi đấy ạ. Đảm bảo cái độ bóng này, độ bền màu của sơn cũng như là cái độ chống chảy xước cho xe thì cực kỳ tốt luôn. Cô tăng ghi đông và vành của xe thì sẽ được làm từ nhôm cao cấp luôn đấy ạ. tăng ghi đông của dòng này thì sẽ được làm theo dạng liền như thế này, ghi đông dáng đầu cắm hợp luôn đấy ạ. cực kỳ đẹp và rất là thể thao luôn. Dòng này dây cũng sẽ được đi âm sườn và âm trong tay lái toàn bộ luôn. Xe đã được thiết kế theo dạng khí động học rồi. Các bác đi xe sẽ đạt được tốc độ rất là cao luôn đấy ạ tay đè của bản Savage 9 1 này thì đã chuyển sang sử dụng là tay đè lắc với hai phần lưỡi gà rồi sử dụng rất là dễ thao tác sẽ rất là nhanh và cực kỳ dễ nhớ luôn lưỡi gà to để lên số này lưỡi gà nhỏ xuống số và tích hợp cùng phanh ghi đông thì đã được uốn sẵn cho các bác là một lớp dây uốn đây rồi rất là tỉ mỉ luôn dòng này thì làm đã là một bản xe rất là cao cấp thế nên là các chi tiết của xe thì đã được chăm chút rất là tỉ mỉ này các đường cắt gọt của xe thì cũng đã cực kỳ là đã mắt luôn rồi đấy ạ phanh trước và sau của xe thì sẽ mang bản phanh đĩa củ dầu Dòng này thì đã là một bản phanh cũng đã rất là cao cấp rồi, độ nhà hàng của phanh rất là cao. Đó, các bác khi đi xe thì các bác xử lý tình huống thì nó sẽ rất là chính xác và cực kỳ êm luôn. Bánh trước và sau của xe của dòng này thì sẽ chuyển sang sử dụng cốt trục rất là to như thế này, rất là chắc chắn luôn. Đùm trước và sau thì đều là đùm nhôm, chính hãng đến từ nhà Shimano. Bi bạc đạn nha, thế nên là độ trớn của xe cũng như là cái độ chạy nhẹ nhàng của xe thì sẽ rất là cao đấy ạ. Lốp thì sẽ mang một bản lốp rất là lý tưởng, đó chính là lốp Continental Ultra Sport. Dòng này sẽ mang thông số lốp là 700 nhân với 25 C. Lốp này đi sẽ rất là bon. Chuyển động phía đằng sau thì em sẽ giới thiệu cho các bác về bộ chuyển động của Savage 9.1 nhé. Bộ chuyển động xe thì sẽ được trang bị bao gồm hai đĩa trước này và 11 tầng líp thả phía đằng sau. Đùi đĩa. Đó, đùi đĩa nhôm nha các bác ơi. Con này thì được trang bị cho các bác tận 4 món Shimano 105R 7000 bao gồm là tay đè này, đùi đĩa này, chuyển đĩa, chuyển líp Shimano 105R 7000. Rất là cao cấp luôn đúng không ạ? Và trên phần khung sườn cũng như là phần phuộc đằng trước của xe thì không thể thiếu được chứng chỉ UCI là một chứng chỉ rất là cao cấp của những cái bản xe SAVA luôn đấy ạ. Dòng này thì em đang giới thiệu cho các bác đây là size 44 màu đỏ này. Con này thì điều chỉnh độ cao thấp của xe thì sẽ sử dụng ốc ở phần bên dưới lục lăng, ốc lục lăng ở phía bên dưới phần khung như thế này. Theo xe đã có sẵn một đôi bê đan bằng nhôm đúc cho các bác hết rồi. Yên xe thì có ô thoáng khí ở giữa này, yên xe cực kỳ thể thao luôn đấy ạ. Dòng này thì hiện tại bên nhà em cũng đang còn hai size và còn rất là nhiều màu. Thế nên là bác nào mà đang quan tâm đến bản size 9 1 này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để có thể được tư vấn kỹ hơn về màu cũng như là về size số của xe nha. Dòng này thì hiện tại có hai size đấy ạ, 44 và 47. 44 thì dòng đứng là 44 này, dòng ngang thì là 50. Còn size 47 dòng đứng là 47, dòng ngang thì là 52 để cho các bác có thể lựa chọn nha. Và dòng này thì hiện tại đang được công ty trợ giá rất là sâu và bên nhà em thì luôn luôn bán theo giá niêm yết của công ty. 20 triệu 900 nghìn đồng miễn phí giao hàng tận nhà tặng kèm rất là nhiều phụ kiện và tặng kèm quà luôn cho các bác nha đó thì video của em ngày hôm nay cũng khá là dài rồi đã giới thiệu rất là chi tiết về cấu hình hai mẫu xe cũng như là đưa giá cụ thể cho các bác rồi bác nào mà ưng ý một trong hai bản xe thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để được tư vấn và lên đơn nha các bác nào mà muốn em review bản xe gì ở trong video lần sau để lại comment ở phía bên dưới nha chào vậy là các bác ạ